đội tuyển Việt Nam, bài học đắt giá sau trận thắng đội Hồng Kông. Có thể ngày ra mắt của huấn luyện viên Philip Trussi kém hoành tráng, nhưng ông thầy người Pháp lại rất hài lòng khi đội tuyển Việt Nam nhận được những bài học đắt giá trước đối thủ Hồng Kông. Kỳ vọng và hụt hẫng. 6 năm trước, huấn luyện viên Park hang -seo cũng ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng trận hòa không bàn thắng trước Afghanistan trên sân Mỹ Đình, dù tẻ nhạt nhưng đủ để đoạt tấm vé dự ASEAN Cup 2019 phần sau đó là lịch sử khi ông Park cùng thế hệ tài năng viết ra một chương thành công chói lọi khắp các mặt trận từ SEA Games, ASEAN, vòng chung kết U23 Châu Á, AFF Cup, ASEAN Cup đến vòng loại World Cup. Khi ông Park rời đi, rất nhiều chuyên gia lo lắng sức ép sẽ đè lên người kế nhiệm vì hào quang của ông thầy người Hàn Quốc quá lớn. Lãnh đạo VFF sau đó khẳng định huấn luyện viên Trương rất dũng cảm khi nhận lãnh trách nhiệm này. Thực tế, chính ông thầy người Pháp đã chủ động bày tỏ với VFF mong muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam, kể cả với mức lương thấp hơn rất nhiều so với thời còn làm ở PVS. Ngày ra mắt của huấn luyện viên Trucy khép lại bằng chiến thắng tối thiểu 1, không trước đội Hồng Kông. Có lẽ sự tương phản về bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Lạch Tray. Sự kỳ vọng quá lớn và số cơ hội tạo ra đã khiến số đông có chút hụt hẫng. Trong trận đấu, Ông Tru cũng nhiều lần bày tỏ sự chưa hài lòng về cách xử lý của học trò. Đến mức trong hiệp 2, ông giận dữ đấm vào cabin kỹ thuật. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn trước đội tuyển Hồng Kông kém mình 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Hồng Kông đang là cái tên mới nổi ở châu Á khi đoạt vé dự ASEAN CUP 2023. Họ, lục xác mạnh mẽ nhờ dàn sao nhập tịch gồm Mahama Wang, Helio, Vasnunet, trong đó có những người đang đá giải vô địch quốc gia Trung Quốc như Mark o, câu lạc bộ Guangxi Pingu Haliao, Vasnu Dalian Pro. Trong 90 phút tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên John Anderson đã cho đội tuyển Hồng Kông tập trung phá lối chơi đối thủ, hệt như đội tuyển Việt Nam vẫn làm dưới thời ông Park. Song phẳng mà nói, với những đường phản công nhanh và khai thác tình huống cố định, đội tuyển Hồng Kông còn tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn. Ông Trucy sẽ vẫn thử nghiệm chúng ta sẽ tập rất nhiều và tôi sẽ yêu cầu cả đội tập đến khi nào đạt yêu cầu của tôi thì mới nghỉ, kể cả ngày mai có thua Hồng Kông hay không. Ông Tru đã nói như vậy trong buổi tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trên sân lạch trây ngay trước ngày thi đấu. Những miếng đánh được ông yêu cầu thực hiện nhiều lần. Trong đó các trung vệ được yêu cầu phải tạt bóng nhiều hơn, hậu vệ biên phải thường xuyên có mặt ở đáy biên và căng hoặc tạt ngược vào. Buổi tập nặng khiến chân các cầu thủ mỏi như và màn trình diễn hôm 15 tháng 6 chưa thật, bốc cũng là một phần lý do. Nhưng có lẽ, việc chưa thuộc bài mới là lý do chính khiến đội Việt Nam chưa chơi đạt yêu cầu. Nên nhớ rằng, trong bóng đá thiết lập lối chơi tấn công áp đặt sẽ đòi hỏi khối lượng công việc nhiều, với độ chuẩn bị phức tạp hơn so với tập trung phòng ngự phá lối chơi đối thủ và chờ phản công. Ngay ra mắt của huấn luyện viên Trucy khép lại bằng chiến thắng tối thiểu một, không trước đội Hồng Kông có lẽ sự tương phản về bầu không khí cuồng nhiệt tại sân lạch tray, sự kỳ vọng quá lớn và số cơ hội tạo ra đã khiến số đông có chút hụt hẫng. Trong trận đấu, ông Trucy cũng nhiều lần bày tỏ sự chưa hài lòng về cách xử lý của học trò. Đến mức trong hiệp 2, ông giận dữ đấm vào cabin kỹ thuật. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn trước đội tuyển Hồng Kông kém mình 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Hồng Kông đang là cái tên mới nổi ở châu Á khi đoạt vé dự ASEAN CUP 2023. Họ, lục xác mạnh mẽ nhờ dàn sao nhập tịch gồm Mahama Wang, Helio, Vasnunet, trong đó có những người đang đá giải vô địch quốc gia Trung Quốc như Mark O, câu lạc bộ Guangxi Pingu Haliao. Vasnunet, Dalian Pro. Trong 90 phút tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên John Anderson đã cho đội tuyển Hồng Kông tập trung phá lối chơi đối thủ hệt như đội tuyển việt nam vẫn làm dưới thời ông park song phẳng mà nói với những đường phản công nhanh và khai thác tình huống cố định đội tuyển hồng kông còn tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn ông trusi sẽ vẫn thử nghiệm chúng ta sẽ tập rất nhiều và tôi sẽ yêu cầu cả đội tập đến khi nào đạt yêu cầu của tôi thì mới nghĩ kể cả ngày mai có thua hồng kông hay không ông trusi đã nói như vậy trong buổi tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trên sân lạch tray ngay trước ngày thi đấu những miếng đánh được ông yêu cầu thực hiện nhiều lần, trong đó các trung vệ được yêu cầu phải tạt bóng nhiều hơn, hậu vệ biên phải thường xuyên có mặt ở đáy biên và căng hoặc tạt ngược vào. Buổi tập nặng khiến chân các cầu thủ mỏi như và màn trình diễn hôm 15 tháng 6 chưa thật, bốc, cũng là một phần lý do. Nhưng có lẽ, việc chưa thuộc bại mới là lý do chính khiến đội Việt Nam chưa chơi đạt yêu cầu. Nên nhớ rằng, trong bóng đá thiết lập lối chơi tấn công áp đặt sẽ đòi hỏi khối lượng công việc nhiều với độ chuẩn bị phức tạp hơn so với tập trung phòng ngự phá lối chơi đối thủ và chờ phản công. Mục tiêu số một của huấn luyện viên Trucy ở trận gặp Syria sắp tới sẽ không phải là kết quả để chiều lòng người hâm mộ, mà là tận dụng cơ hội để thử nghiệm tối đa. Vì tính cả trận gặp Syria ngày 20 tháng 6 và hai đợt FIFA Days vào tháng 9 và 10, chúng ta sẽ chỉ còn 3 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào vòng loại World Cup 2026. Những bài học đắt giá ở Lạch Tray sẽ được ông Trusi điều chỉnh trong vài ngày tới để thể hiện trước Syria, nơi những ngôi sao như Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng sẽ được trao cơ hội bên cạnh những nhân tố mới và nhân tố trẻ. Hãy chờ xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.